Nhục nhã. Mày đâu rồi? Nhục nhã A Di Đà Phật. Đây. Mà đâu? Mà cái gì vậy? Lạnh quá. Hết chưa? Chưa hết à? Chưa. Yêu đuối nhỉ? Tôi tắm nhỉ? Chưa xong đâu. Ôi dồi ôi. Ông này, ông nội, ông nội ơi. Dạ. Ông nội đấy. Ông giải lưới kiểu gì đấy? Ông giải lưới nó mất. Anh xuống đỡ em á. Đấy, giải thông sang bên kia nữa. Đấy, vứt cái cảo ra. Kéo cái lưới ra. Vứt thế nào được. Phao ấy, đấy. Đấy. Chuẩn bị sụt hố. Kìa, nhìn chỗ này này. Không. Đây, đây. Biết rồi, từ từ. Cứ phải từ từ. Người ta gọi là bình tĩnh. Đấy. Người ta gọi là bình tĩnh. Không được sơn sơn. Đấy, chưa thấy con nào mắc. Biết gì không có cách giải quyết của nó hết. Đấy, mày lại kéo sang chỗ bên kia. Không, nó mắc ở dưới này. Mắc đá nó rách hết lưới người ta. Mượn. Lưới này phải đi mượn. Thì anh tớ mượn mà. Hỏng cháu mua giải cháu đến. Không hỏng thì đỡ phải đến. Đấy, mày kéo hết chỗ đấy sang phần bên kia rồi. Kéo ngang sang bên kia. Ô, nhìn nhận lắm, anh xuống này. Cá xuống thì tao rộng tay lại được nhiều cá to thì người được mà. Em đánh được. Ờ, thì thấy em đánh không? Trời. Kéo mắc lưới luôn làm con cá to. Ôi, ôi. Mắc một chân đấy. Ui. Mạt đấy. Mạt đấy. Phê đấy. Mô bị phê. Ta xem được con nào thế nhé. Ok. Ui, giống lên trên bình ấy mọi người ạ. Ui, xấu thế. Xấu mắc thầu. Được cả. Xua. Cuối cùng cũng gỡ được khúc mắc mọi người ạ. Điều hòa miếng điện kìa. Đâu? Kìa, trên kia kìa. Ơ à. Con này là diều hâu nhỉ? Diều hâu. Diều hâu đi săn chuột. Dám săn chuột đồng làng ta. Ôi được rồi, đi lên đằng này đi. Lên đi cho cá nó vào. Tứ, đảo ngược thế này à. Rồi. Có đớn đau nào. Đưa anh ơi. Bây giờ em cho em cảo ngược lại nhé. Xem có đoạn nào nó có mắc không. Quyệt bụng à? Ôi, được rồi. Em đang chui trên này mà. Không. Anh ba đi. Đâu nhỉ? Ôi, nó sâu vào đấy. Nước nó sâu vào đấy. Ra mất rồi. Không được. Được một con ra mất rồi. Không được kìa. Ui, lại có gió. À đây. Đấy. À xa. Xa. Ngon. Đây là cá sáp nha mọi người. Con này ăn ngon lắm. Đây. Gọi là tép mương đấy. Lên đây bắt đi anh ơi, trên này được nhiều lắm. Nó dãy này. Ừ, từ từ. Ui. Con này mắc
mắc sâu ấy nhỉ. Anh mang chai nước nào không? Có. Cuộc sống giống như một điệu nhảy tango. Nước nó trôi thì cái lưới này nó sẽ trôi lắm. Tao nghe thì có mùi lạ mày ạ. Bác đệ ơi, tao ngửi thấy có mùi gọi là mùi xe, gọi là các idol. Trên đấy là con nào chưa, để lên đấy. Không được mấy mọi người ạ. Được mấy con thế thôi, bây giờ phải đi đem xuống dưới vai vẽ cái chỗ anh em mình hay tắm ấy. Thôi đấy, nhục đẹp lắm. Đấy anh này, được mấy con này chưa đủ. Có đây, xuống đây này. Ui được, nhiều lắm. Ui đấy, ui dô phi con. Nó đánh ngoài suối không được nên anh em mình chuyển tổ đánh chân ruộng đấy. Ui dô phi con này ăn không ngon, còn cả xác cơ. Ấy mắc cả dô phi to luôn. Rồi con này thì bắt được. Con này to hơn những con khác chứ không phải là. Luôn ở đây. Ui, trời ơi. Ui. Ui, số bắt dô phi này. Dô phi á? Ừ. Mẹ anh ơi, em được một nắm cho châu chấu này. Đấy, 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 đấy. Không. Vô phi to quá, không mắt được. Đây là con gì bé này, anh ơi. Vô con thê bê. Ui. Ai, ai, vô phi, vô phi. Hai con. Đây, sát hai này. Hai con mắc vào nhau. Sát đây rồi. Anh ơi, gỡ. Em này giữ không, rồi nó chạy mất. Con cá sát này. Đánh ở ngoài không được, đánh ở trong giường là được. Ác nhỉ. Đấy. Đấy, rô đông. Rô đông. Để anh gỡ con này đi. À đây. Xuống dưới. Ơi, ơi anh ơi, ai? Cái gì đấy? Thực chấu. Ui giời. Ba con thực chấu bắt luôn cái gì? Ba con, năm sáu con đấy. Chốt ăn ngon mà. Con này nó mắc ghê đấy. Ôi, trên đời ạ. Giống thầy bê. Con này nó mắc đấy. Mắc vô địch thiên hạ luôn. Anh ơi. Hả? Anh gỡ con này đi. Đồ phi á? Mắc cái gì? Nó có mắc được đâu mà. Rửa đi. Đấy, nó sinh ra cái này để đút để làm cái gì? Đây. Anh bé cũng nhặt. Không nhặt, đấy con. Ủa, ăn lên đây. Xua tiếp đi, để tao. Ăn lên, tao lấy kia, tao xua. Ui, ui. Hiểu không? Ui, đời ơi. Ui, một đàn rồi. Đừng. Đừng phải lấy cái kia đâu. Cái giỏ. Đó đâu, đây. Đây. Ui, trời ơi. Một đàn xua, một đàn nó chạy vào luôn. Kính đi. Ui, toàn dầu phí. Dầu phí ăn được à? Lấy cá sát cơ. Giờ chẳng được con nào ấy. Nhà đi. Ôi, thấy dễ nhục nhục rồi. Anh gỡ nhẹ em lùi từ trong lùi ra nhé. Ừ. Hai, lại lao. Ui, nhiều thế. Bọn này bị quấn. Ui, bọn này tao chả buồn gỡ đâu. Mấy con rô ron rắn giòn này. Ủa, đừng kéo lưới, đừng thả nó ra cho nó trùng ấy, mày kéo thế. Ủi, bán rô ron này. Đủ cả vào đây. Đủ cả vào đây. À, ăn sống không? Có.
Nói chung là không bắt được chó. À không có chó nên là anh em mình bắt mèo ăn. Xít. Ôi gì thế này? Ôi nó chan luôn. Má này để bắt được chú con chó ấy, ngon lắm. Ơi, anh ấy ốp nó bị tồi ra rồi. Ôi kiểu gì này? Này. Mọi người thấy quả bếp lò của anh em mình thế nào? Chắc chưa? Bơi đi. Chuẩn. Có làm tí Ơi, nó nhảy ra trong chỗ của em rồi. Mình ném luôn vào đây này. Đấy, đây là nồi canh rau sắn của anh em mình. Rau sắn châu chấu. Rau sắn cá. Châu chấu cá. Anh ấy phải bắt được nhiều con này này. Đây này. Châu chấu. Nhưng mà mày làm sống con không? Không. Sống mày... nước chua rồi, con nước chua đây thầy. Bẩn. Chua đồng à? Ơi, tí nữa dùng nước chua chín này này ăn lẫn đến rồi. Đấy, thả tất vào nhỉ. Để cho em mổ nhỉ. Em ăn thử. Không phải mổ. Anh ạ. Đấy mày. Đấy, ăn đồng đồng cân cân đấy. Ăn con này nhé. Ừ. Sống rồi. Coi như là sống rồi. Đâu, nước này chín nhá. Chín rồi. Mở đi, ở đây sống. Ừ, thì đấy, mày thích ăn con nào thì ăn. Đâu rồi? Đấy. Đũa đâu rồi? À, ăn sống rồi đấy. Chịu con. Tìm quá, mình thì chịu. Tại ăn cái kia còn được mà. Chịu con. Ôi. Với các bạn nha, ăn thử một con ấy, xem mấy cân cây bắc ăn cả tép sống nhìn thiểm. Thiểm. Hơi đắng đắng. Con cá đấy nó chả đắng. Mềm mềm. Béo lắm. Vừa mới chưa? Béo lắm rồi ạ. Ừ, tuyệt vời. Quá ngon rồi. Em ăn được một con mấy không? Không có vị gì đâu. Tao không ăn được. Mấy con rô phi ra rô giòn rắn giòn này làm nào nhỉ? Cho đây nấu tốt. Chưa mổ. Lấy dao mổ đi. Có dao đâu. Đồng đồng cân cấn. Đây, con này, này. Ngon lắm mấy con này nè. Con này như kiểu con mại mại ấy. Mại đâu mại mại. Ui sổ châu chấu ấy. Canh tiếp. Canh tiếp nhảy. Anh không ăn châu chấu phải không? Không. Em ăn đặc sản châu chấu. Còn con nào này, đưa đồng này. Đồng nướng hay là đấy? Không, bỏ đưa đồng đi. Đồng nhớt lắm. Đấy. Sô phi. Rô giòn rắn giòn. Sò. Rồi thì nó ăn dần. Đấy. Anh cứ ít thêm. Ăn sổi cá mới ăn sổi. Thêm rau sắn vào. Hả? Thêm rau sắn nó thôi, từ từ cho nó sôi cái đoạn này đã. Chén cái đoạn này đã. Ngon đấy. Đói nhỉ? Tắm trời lạnh thì đói nhanh lắm. Một tí là đói rồi. Chưa chín, chưa sôi. Anh thấy nhìn mới trắng mặt. Chén tốt rồi nhỉ? Chưa. Chưa rồi à? Với lại phải đợi sôi 5 con sống đâu. Không. Anh ăn thử đi. Ngon lắm. Thấy anh ăn con rô đồng ấy. Con này 50. Ăn đi. Ăn con rô đồng. Con rô đồng. Con rô đồng mà nó kia thì. Anh ăn mấy rau sống nhá. À vậy nhỉ. Đấy, lên từng đấy vào. Bây giờ bao nhiêu tiền con này? Hả? 50. Hả? Tiền? Hả? Tết nhà được tiền giả. Hả? Tết nhà được tiền giả. Tiền giả là sao? Tết em nhà được tiền em giả. Thế thì thôi nhỉ. Ơi. Ăn đi. Tí nữa mày giả. Không. Tiền tươi. Ê, hoài, người ta ăn khỉ. Ừ. Ăn cái này đi. Tiền tươi. Có đâu mà tươi. Ừ. Cứ phải có tiền á, từ từ. Lâu sôi ấy nhỉ. Hay là do quả bếp lò thiết kế nó hơi đấy nhỉ. Bếp lò anh thiết kế đều ấy. Nhìn vãi. Mày tìm ra tao ném mày xuống đây không? Không, lạnh. Hả? Lạnh. Láo à. Bảo sao ta mau ăn uống hút chích khỏe thế. Ta mau nhỉ. Nam thao. Thế mày đã nhìn thấy ta mau ngoài đời thật bao giờ chưa? Rồi. Không phải việc của mày. Phán về đại học đấy. À mở vào ra vào đó. Mày điên à.
nhấc lên. Bỏng. Bỏng cái gì mà bỏng? Mày đừng có hất bỏ là được rồi. Vẫn to lửa thế này mà sao khó chân lắm anh ơi. À chút chút rồi. Nồi biết đẳng cấp như thế này. Nồi ơi. Bỏng côn là thôi rồi đấy. Côn ngay thì ăn thôi. Đợi lâu chín thế. Đói lắm rồi đấy, sắp tối rồi đấy. Biết thế mang về nhà rán giòn còn hơn. Mấy con dô giòn rán giòn. À thì nó mang về làm dô giòn rán giòn đi. Hả? Dô giòn rán giòn. Từ từ. Muốn côn à? Anh dừa hơi à? Đây là cá sấu có phải côn, có phải mực đâu. Độc. Ui, ai ra đồng ấy nhỉ? Đu xe ngoài đồng. À, chà chà. Ui, xôi. Ôi anh ơi. Xôi. Sao một cái này nữa đâu? Mày cần gì cái? Đây, đưa đây. Ui, tao đang nướng con này. Ui, cái này ăn xôi đúng không? Đưa đây. Đang ăn một cái. Ui, xôi. Ui, trong chỗ này đỏ lửa luôn mọi người ơi. Trời. Có đôi mắt nào? Mời tất cả các bạn nha. Ăn châu chấu nha. Mời mọi người nhá. Ngon á. Ngon lắm. Châu chấu ăn đồ dưa. Ừ. Ừ. Dô giòn, rắn giòn. Ngon á. Anh không ăn được châu chấu rồi này. Ngứa. Ăn được lắm. Đây. Ăn mấy con đồng đong cân cấn này, nắng ngắn này, ngon này. Ừ. Ừ, có mềm mẽ mà. Ờ, mềm mẽ. Ngon lắm. À, con chấu này con chấu mơ mỡ nhưng ngon lắm. Cái này mới đây, ừ, ăn một con cá. Ăn sổi nó mới ngon. Tức con là... cá dưa này. Đấy, đồng đong này. À, ăn sổi thì nó phải chín tới á. Cái này là đồng đồng cân cấn gọi là mại mại đấy, mại mại dụ dụ ấy. Dụ dụ, con mại mại khác. Con mại mại nó nhìn như con này này, nhưng mà nó tanh. Ừ. Mấy cả mọi người nha. Đây này. Châu rắn mấy cả dụ dụ. Chỉ nhau hôm nay anh em mình định đi bắt con cá sáp này. Rồi mình gọi là tép mương, cá tép trắng ấy, ăn ngon. Nhưng mà hôm nay không bắt được chó, mình bắt mèo về thịt. Ừ. Không có chó, bắt mèo ăn thịt. Đắng bắt được có mấy con này rồi. Tép mương. Chua chua đang đã ngâm ngâm ăn sướng nhỉ. Pịa cá. Ngon lắm. Ăn cặp. Đây là ăn cá cặp pịa đấy. Cay mắt quá. Nhưng mà cay mắt chứ này cay mắt. Đấy. À. Cá rô đồng nướng. Rau chẳng ngon mọi người ạ. Lạ thế. Ngon. Nhưng mà đói cái gì cũng ngon. Đáng nhẽ không được về, không được vắt nước này ăn chua leo cơ. Chua leo á? Ừ. Chua leo đấy, cho nước này vào. Ngon. Nước chua leo đấy. À, cái bát nước chua leo đâu? À, tao lại đợi nó sôi à? Tí là nó sôi chứ.